hơn 122.000 thí sinh từ chối nhập học đại học, lý giải từ chuyên gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, cả nước có 122.107 thí sinh dù đã trúng tuyển đợt 1 nhưng từ chối nhập học đại học, chiếm tỷ lệ 18,13% tổng số thí sinh trúng tuyển. Cụ thể, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17 giờ ngày 27 tháng 8 sẽ chính thức đóng cổng đăng ký nhập học trực tuyến đợt 1. Sau thời gian này, nếu thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối trúng tuyển. Sau khi đóng cổng tuyển sinh, Bộ ghi nhận 551.497 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt tỷ lệ 81,87% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1. So với năm 2023, con số này đã tăng lên. Năm 2023, số thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đại học chiếm 80,34%, số thí sinh từ chối nhập học vẫn ở mức cao, 122.107 em, chiếm tỷ lệ 18,13%. Về nguyên nhân, theo nhận định của các chuyên gia, có thể do hoàn cảnh, nguyên nhân từ học phí hoặc cũng có thể xét tới trường hợp thí sinh đó trượt nguyện vọng đầu tiên và đủ các nguyện vọng 2, 3. Vì không đủ được trường mong muốn nên thí sinh cũng sẽ suy nghĩ không nhập học và cân nhắc đến các lựa chọn khác, hay nhiều thí sinh lựa chọn việc đi làm thay vì học đại học. Đặc biệt ở các vùng có điều kiện khó khăn, nhiều em muốn có việc làm luôn với mong muốn kiếm được khoản tiền chỉ sau khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, vẫn còn có nhiều nguyên nhân cá nhân khác khiến các thí sinh dù đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học.